các bạn thân mến, ẩm thực đường phố là một trong những nét rất là độc đáo của ẩm thực Việt Nam và mỗi địa phương thì đều có những nét độc đáo riêng trong ẩm thực đường phố của mình. Còn gì thú vị hơn khi mà các bạn đến một miền đất lạ, được ngắm phố phường, được ngắm những danh lam thắng cảnh đẹp và ngồi một góc phố nào đó nhìn dòng người xuôi ngược và thưởng thức những món ăn ngon. Ngày hôm nay thì chương trình Ngon và Lành của chúng tôi sẽ đưa quý vị và các bạn đến với thành phố Hoa Phượng Đỏ, Hải Phòng và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những nét độc đáo trong ẩm thực đường phố của mảnh đất này. Tôi sẽ được giới thiệu với quý vị và các bạn Nguyên Thảo. Thảo sẽ là người mà đưa chúng ta đi để tìm hiểu những món ăn ngon trong buổi chiều ngày hôm nay. Thảo ơi, Thảo là người Hải Phòng, thì Thảo có cảm nhận như thế nào về ẩm thực của đường phố ở quê mình? Ẩm thực của Hải Phòng, đường phố của Hải Phòng rất là phong phú. Những buổi chiều mà đi trên những con phố phong phú Hải Phòng thì có thể bắt gặp những cái món ăn đặc trưng của Hải Phòng, ví dụ như là món bánh đúc tàu, bánh đa cua, bánh mì cay hay là các loại ốc. Bây giờ thì Thảo sẽ giới thiệu đến khán giả của chương trình Ngon và Lành cái món ăn nào đầu tiên? Món ăn đầu tiên thì mình giới thiệu đến các bạn đó là món bánh đúc tàu. Món này là món ẩm thực đường phố truyền thống có được rất lâu của Hải Phòng. Cô cho cháu hai bát bánh đúc có cay, bạn ăn có cay không? Có cay nhá, một chút cay thử xem nào. Cay vừa nhá. Dạ vừa. Thảo ơi, ở đây thì bạn có thường xuyên ăn cái món này không? Món này là món mình rất là thích nên là thường xuyên ăn mỗi buổi tan sở về là ghé qua hàng cá dài và bát bánh đúc tàu. Bạn thấy hương vị của nó như thế nào? Món bánh đúc tàu này là có vị thơm thơm của nước giấm, có tôm, có thịt, có mỡ, nhĩ và có vị ở đây, khách ăn phải tự tìm ghế ngồi. Những chiếc ghế nhựa nhỏ được đặt quây tròn quanh người bán. Gọi là bánh đúc tàu vì trước đây hàng do một bà già người Hoa ngồi bán. Còn bây giờ, người bán là con của bà, một phụ nữ tầm 40 tuổi, ngồi bên xề bánh đúc còn nóng hồi hồi, tay thoăn thoắt, sắn bánh xúc nhân. Cô ơi, cô bán bánh đúc ở đây được bao nhiêu năm rồi ạ? Chị bán được 20 năm rồi. Thế thì có nghĩa là chắc là gia truyền rồi đúng không ạ? Ừ, đúng rồi. Một ngày thì cô bán được khoảng bao nhiêu bát bánh đúc này ạ? Bán được khoảng mấy trăm bát. Mấy trăm bát cơ á? À đấy ạ. Thế thì thường thường thì cô bán từ mấy giờ chiều ạ? Sáng 6 rưỡi đến 7 giờ kém, còn chiều thì 1 rưỡi 2 giờ kém chẳng có. Thế còn hết thì là còn có khách, lúc nào mà hết sớm thì là sớm, còn nếu mà khách ăn đông thì hết sớm mà chậm thì bán muộn. Nửa bát. Nhiều thịt đấy. Cô ơi, những cái cháu thấy cái loại bánh đúc này nó rất lạ, nó khác với cái bánh đúc truyền thống của người Việt Nam là hay chấm mấy tương á và có lạc, thì nó lạ ở những chỗ nào hả cô? Cái này là bánh đúc của Việt Nam mình ấy là nấu, cái còn của mình đây là phải hấp cách thủy, hấp tất cả các quầy hàng thì là hấp 10 tiếng, từ 11 giờ trưa đến tận 9 giờ tối mới xong một mẻ hàng. Có nghĩa là phải rất là cầu kỳ thì cô mới có thể làm được. Đáng từng lớp một. Thế ở Hải Phòng á thì có nhiều cái nơi bán cái bánh đúc tàu này không hả cô? Ừ, có khoảng 9-10 chỗ gì đó. Bát bánh đúc đến tay thực khách vẫn còn hơi ấm, kèm theo hương thơm của bột bánh, của nhân thịt ba dọi và tép tươi, vị chua chua, mặn mặn, ngọt ngọt, cay xè của giấm ớt và nước mắm pha thật loãng. Khác với bánh đúc mặn của miền Nam, thường có nước cốt dừa ăn kèm béo ngậy, bánh đúc tàu mang hương vị thanh tao nhẹ nhàng. Cái hay của người bán là bát bánh đúc vừa đủ để thực khách cảm thấy đã được dằn bụng nhưng vẫn còn thòm thèm. Món ăn này nói thật là rất là ngon,
và mình ăn từ khi mình còn rất nhỏ và mình rất là thích, và vì đây là món ăn gia truyền của gia đình nhà bác này. Thế ăn từ hồi còn đi học ấy. Hương vị của nó như thế nào ạ? Hương vị của nó là vừa ngọt và thơm và giá cả rất là bình dân. Em ăn món này từ bé rồi chị ạ. Và món này nó khó tả lắm, cảm giác ngon rất là đu đủ với giấm. Em thích ăn giấm mà, thành ra là ăn này cảm giác nghiện luôn. À không, mình cảm giác nó bình dân lắm, tất cả là đó là món ăn vặt nữa, thành ra là thanh niên bọn em thích ăn vặt mà. Ốc sống được bày trong những chiếc rổ con để khách lựa chọn, có đủ loại nào là ốc vặn, ốc mít, ốc ráo, ốc mút, ốc đỏ môi. Khách chọn xong, chủ hàng mới bắt đầu luộc, luộc mắm hay xào theo yêu cầu. Ốc luộc mắm có vị thơm đậm đà của mắm thấm sâu vào thịt ốc. Còn ốc xào công phu và thêm nhiều phụ liệu hơn. Gia vị của món ốc xào gồm tương, ớt, xả gừng, vài lát dừa khô thái nhỏ, làm cho món ăn dậy mùi thơm phức. Chị Huyền này, ông Nhung nhìn thấy ở đây thì những cái món ốc mà chị vừa chế biến trông rất là hấp dẫn. Vậy thì nhà mình bán ốc lâu chưa và có bí quyết gì không ạ? Chị thì bán ốc được hơn 15 năm nay rồi, nhưng mà nhà chị toàn chế biến tự pha mắm các thứ. Thế những cái loại ốc này thì mình có nhập hàng ngày nó còn tươi không ạ? Có, nhập hàng ngày ở chợ người ta gửi đến cho mình là tươi hết. Hôm nay thì nhà chị bán được khoảng bao nhiêu kg ốc như thế này ạ? Các loại? Tùy từng hôm em ạ. Có hôm đông khách, có hôm rời mà nóng lắm thì tùy từng hôm. Chị ơi, thế thì đối với những cái loại ốc như thế này á, thì chị nghĩ điều quan trọng nhất trong cái cách chế biến là như thế nào để có thể thu hút được thực khách ạ? Thì khách ăn nhà chị cũng quen khẩu vị nhà chị rồi. Thì toàn ốc len như ốc len xào dừa thì nó nhiều gốc dừa, thì ăn nó thơm. Còn đâu ốc hương của chị thì xào bơ có mùi vị bơ thơm. Mỗi cái loại ốc này ạ thì lại có những cái nước chấm khác nhau. Vậy thì cái bí quyết để pha được một bát nước chấm ốc ngon là như thế nào ạ? Thì nước chấm nhà chị pha thì có gia truyền. Mắm của nhà chị thì là mắm phải mắm ngon, gừng tươi, ớt tươi, xả lá chanh cho vào thì nó có độ thơm. Vâng. Tóm lại là tất cả những cái gì mà tươi thì sẽ ngon đúng không ạ? Đúng rồi. Gia đình tôi thì rất là hay đi ăn, thường xuyên các cái tuần cũng phải mấy buổi cùng các cháu nó thích ăn. Thì ốc ở đây thì tôi đi ăn nhiều nơi, cả ốc trong Sài Gòn, trong Đà Nẵng nữa, nhưng mà cái ốc ở Hải Phòng mình thì nó rất là đa dạng, mà cái cách chế biến nó khác những nơi kia thì nó đậm đà hơn, mà cái mùi vị của nó đặc trưng. Mà đặc biệt là tôi thích ăn ốc ở trên huyện ốc ở Cát Dài này, bởi vì là những món ăn ở đây rất là khác so với những cửa hàng khác. Thì ốc hương rất là ngon, rồi là ốc len xào bơ, rồi ốc đỏ môi, ốc mít. Nói chung cách chế biến của nhà hàng chúng tôi thấy hài lòng, rất là ngon. Dạo qua một vòng thì tôi đã thấy là phố xá Hải Phòng thì có vẻ là đã tấp nập hơn, dường như là mọi người đang muốn đi ra ngoài để tận hưởng không khí của buổi tối mát lành như ngày hôm nay. Và điểm dừng chân tiếp theo của chúng tôi sẽ là một nơi bán cái thứ đặc sản đường phố rất là nổi tiếng của Hải Phòng, đó chính là bánh mì cay. Cô ơi,
này, cho cháu mấy cái bánh mì cay nhá. Thảo này, mình thấy bánh mì cay Hải Phòng ấy thì cũng rất là đơn giản thôi, một chiếc bánh mì bé xíu xinh xắn này, cộng với một ít pate ở bên trong. Thế thì không hiểu là tại sao mà bạn lại thích ăn cái bánh mì như thế? Vì cái bánh mì cay này nhỏ, chỉ bằng hai đầu ngón tay thôi, ăn rất là giòn, hương vị thì đậm đà, ngon. Thì rất ngày xưa sinh viên thì mình rất hay ăn cái món này. Chiều đi học về mà mình ăn cái này một lúc mình ăn phải được ăn được 5 cái là ít. Thế thì mình thấy là ở đây có tương ớt, chúng mình gọi là bánh mì cay, có phải bởi vì là mình sẽ ăn cùng với cái tương ớt rất là cay đúng không? Tương ớt thì người Hải Phòng gọi là chí trương, còn bánh mì cay thì nếu mà mình ăn bánh mì kia thì là kẹp tương ớt ở bên trong bánh mì, nhưng mà bánh mì cay Hải Phòng thì là chấm lại tương ớt. Và bánh mì cay còn làm cái hương vị của mì cay nữa là tương ớt. Tương ớt ở Hải Phòng rất là đặc trưng, cay cay nhưng mà có vị hơi ngọt ngọt của đường. Và ăn thử thấy nó khác với lại tương ớt mà mình vẫn hay mua ở chợ. Bánh mì cay vốn là món ăn không thể thiếu trong thực đơn quà vặt Hải Phòng. Bánh mì cay Hải Phòng chỉ nhỏ bằng khoảng 3 ngón tay chập lại, kẹp miếng pate gan, dưới thêm tương ớt đỏ au, rồi đặt lên bếp than hồng. Bánh nóng được mang ra khỏi lò giòn kháu và tùy khẩu vị của thực khách mà người bán sẽ cho thêm gia vị. Cháu thấy là cô làm ra từng cái chiếc bánh này rất là nhanh, tay thì thon thoát, có vẻ như là cô làm nghề này đã rất lâu rồi đúng không ạ? Cô làm từ năm 1981 đến bây giờ. Đã vài chục năm rồi. Đấy là của ông bà ngoại mà làm từ trước, bố mẹ đẻ cô bán từ năm 1981. Đến bây giờ là bán đầu tiên ở Hải Phòng đấy. Thì nói thật là nó là bí quyết đấy, chứ còn nếu mà làm thì nhiều người ta làm lắm, cũng nhiều hàng làm nhưng mà không có bí quyết thì nói chung nó cũng không được ngon. Đấy. Cái pate này chẳng hạn thì mình làm như thế nào, mình lựa chọn nguyên liệu như thế nào để nó có được cái chất lượng tốt nhất, nó ngon như thế này? Cháu thấy từng cái tảng pate một mà cô cắt ra kia rất là, nói chung là rất là hấp dẫn ạ. Pate này chủ yếu là làm bằng thịt lợn, với lại gan lợn, với lại thêm một chút tiêu bắp, rồi là mì chính, với lại hành tỏi, với lại thêm một chút bột mì nữa để cho nó hơi sánh. Những cái bánh này cháu thấy là nhà mình rất là nhiều, một ngày có bán hết tất cả chỗ này? Có bán hết tất cả chỗ này. Những ngày bình thường, ngày mà lễ Tết thì nó còn nhiều hơn nữa. Còn bao nhiêu cái một ngày hả cô? Khoảng 500-700 nhé. Wow, nhiều thế ạ. Vâng, đúng là gia truyền thì nó cũng có khác đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị và các bạn, chiều tối nay quả là một cảm giác rất là thú vị đối với tôi khi mà được dạo quanh phố phường ở Hải Phòng và tìm hiểu những món ẩm thực đường phố. Không chỉ là những món mà chúng tôi đã giới thiệu trong chương trình như là các món ốc này, như là bánh mì cay hay là bánh đúc tàu, mà còn rất nhiều những món ăn khác như là bánh đa cua, bún cá hay là nem cua bể. Rất nhiều những món ăn đó đã tạo nên một cái hương vị rất riêng của Hải Phòng, để lại trong tôi có lẽ là những cảm xúc không bao giờ quên.